bảy bữa dài bác mừng quá, bác ngủ không được. Quá mừng à. Dù bác có theo ông Thảo Hòa cũng độ các con mình giỏi. Mưa hôm ôm á, cái hậu lên nó tạnh quá. Ôm nó không á. Mưa hôm nó tạt xuống hả? Dạ, mưa nó tạt. Con bệnh hả? Một bọt nước này là hứng nước mưa nè. Là cái này là phát sinh là lý do là lúc vợ có nhàn mất là bác mới mua che lại đó đúng không? Cái ngày chở gì á, để cái hòm đây á, là mới mua cái này để nó ướt hòm. Ướt cái hòm, không có chỗ nào ngồi được. Cái hòm để đây phải mua mũ dừng lên, đặng cho đừng có ướt cái hòm. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Hồng, huyện biên giới của tỉnh Đồng Tháp, cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì Bùi Hồ đến nhà của anh nha. Vợ mới mất và có hai đứa con nhỏ phải sống ở trên ghe, cũng như là mẹ của anh. Mẹ buồn có nhà người con dâu mất rồi mà cái nhà nó dột nát và không có chỗ thay luôn á. Thì hôm nay đến đây cũng nhờ được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cũng như là chị giấu tên ở Canada để đến đây có thể coi sửa lại căn nhà cho gia đình của bác, cũng như là cho hai đứa bé mà con của anh nhàn có chỗ ổn định. Bác tiếp tục Bùi Hồ nha. Dạ. Mới lại chú. Dạ con chào bác. Dạ. Mới lại. Dạ. Con bé ngủ rồi hả? Chào chị. Anh nhàn có mới thấy đi ra không bác? À, nó ra. Nó kêu Hải, thằng bạn Hải á. Dạ bác ngồi thôi. Giờ nó cô bác quý anh chị thấy cái nhà nè, nhìn cái dách bên đây nè, là không có dừng hết. Cột này là nhà tiền chế. Bác hôm nay thì con đến đây đến gia đình của mình á, thì quay cái hoàn cảnh của bác á, thì có Mạnh Thường Quân quan tâm đến cái cuộc sống của mình, muốn cho các bé có cái nơi ở ổn định á, thì sửa lại cái căn nhà của mình cho nó hết dột nát. Là một chị giấu tên ở Canada đó. Dạ. Quay cho thấy bà bác nha. Canada muốn lợp lại cái phần mái của bác, với lại dùng cái phòng lại, với lại sửa cái phần dán lại. Thì con thông báo cho bác là vậy. Dạ. Dạ. Bảy bữa dài bác mừng quá, bác ngủ không được. Dạ. Quá mừng à. Thiệt. Dù bác có theo ông Thảo Hòa cũng độ các con mình giỏi. Dạ. Mừng lắm, ngủ không được luôn. Mà cháu chụp bệnh luôn rồi. Sao? À, đi bác sĩ mới về nó. Ủa sao bệnh? Mưa hôm ôm á, cái hậu lên nó tạt quá. Ôm nó không á. Mưa hôm nó tạt xuống hả? Dạ, mưa nó tạt. Con bệnh hả? Con bói bị mất mưa hả vậy? Mưa dột xuống ướt mình con hả? Hả? Trời ơi. Nó bự lên thấm, con. Thấm hay ngăn quên rồi, con quên rồi. Ngăn. Ngăn. Rồi vậy. Trời ơi, nghiệp rồi, mưa hai bà cháu ôm nhau. Hai bà cháu ôm nhau. Dạ. Cái nó mưa, lạnh. Lạnh cái lạnh quá cái bệnh luôn. Sát chở đi bác sĩ trong vòng găng á. Dạ. Nó nói là gì thiếu huyết áp, ủa áp gì đó không biết nữa. Cái nghe sửa lại được căn nhà là bác bất dạ. ngờ không? Bất ngờ, thật thiệt. Bác một lần như vậy nè, bác thấy không? Ước sao mà bác chúng cánh mọc đất ha, sửa nhà cất nhà lại cho con, cái cho con rồi bác chết bác cũng vui lòng. Bác nghĩ vậy đó, mà giờ không có hy vọng đó nữa. Bây giờ nghe cái cuộc này á, bác mừng, bảy đêm dài bác ngủ không được á. Mừng mà ngủ không được. Dạ. Mừng mà ngủ không được. Bảy đêm rồi ngủ không được. Bảy không? Đêm mà ngủ không được. Mơ màng vậy đó. Ngủ không có sâu giấc đâu, mừng quá mừng à. Bác có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân cũng như là một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ mình không? Dạ, bác cũng cảm ơn cái chị nào giấu tên đó. Bác rất mang ơn, dù bác chết bác cũng vẫn mang ơn đó. Quá mang ơn à, mừng quá mừng à. Dạ. Mừng nữa bác mà có thể ông bà con cũng cái nhà đành đẻ. Bác mang ơn dữ lắm. Dạ. Thì trước khi mà chắc có lẽ là sửa nhà lại thì quay cho cô bác vừa quay ở bên đó kìa. Đây là cái phần dán ở dưới
dưới nè, là nó mưa nó dột quá nó mục hết nè, nên cái phần dán này là mình phải thay lại này, chưa là mình phải thay lại hết luôn á. Với lại cái phần phần tôn trên này, con trên này thì là dột nhiều ha bác ha, dột nhiều thì mình sẽ gỡ ra, còn cái xà gồ thì đẩy lại. À, với lại cái phần dấp ở bên đây nè, giật nó dừng cái tấm màn dấp đó của người ta bên dạ. Con thông báo cho bác là làm cho mình cái nhà vệ sinh luôn. Dạ dạ, quá mừng rồi, nghe đó còn mừng nữa ha. Dạ, đi nhà là không dám đi nè, trời tối tối cái không, dạ. Không thấy, không thấy. Dạ, được rồi. Đó, đây đây dặm dò nó sạch quá, coi coi cẩn cẩn thận nha. Đây là bác nói là không có nhà vệ sinh nên là thử là mình cái phần tận dụng chỗ này là mình sẽ đục ra một nơi để mình làm nhà vệ sinh ở ngay chỗ cái này, và đào cái hố ga dưới luôn ha, đào hố ga chỗ này đâm móng qua. Nhà có mưa chưa? Dạ, chỗ nào dột thì mình thay hết. Dột nước mà hết nào đây nè, để nó văng. Đây nè, cái thao này là cái thao mà hàng đêm là bác phải hứng nước nè, để nó văng, nó văng phải mục. Đi không dám đi mạnh đó. Cái sàn này là mầm đồ mình thay lại hết không anh? Thay hết luôn ha. Đi không dám đi mạnh. Dạ. Anh là anh thợ hả? Ừ. Anh thợ hồ hả? Ừ. Dạ. Thì anh bây giờ như thế này, em là cũng hỗ kết nối với Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ nhà chỗ bác, tại quá khó khăn. Nó thì bây giờ mình xây cái phần nhà ở bên đây đó. Ở cái phần nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Dạ. Thì anh tính giùm em coi tổng chi phí rồi bột cầu bấm nút luôn. Dán gạch lên luôn, dán gạch lên khoảng 1.5 mét vậy đó. Rồi, ở trong bê luôn. Sơn bê vậy đó, màu trắng. Thì tổng chi phí đó hết luôn là khoảng bao nhiêu tiền? Cái đó là phải lợi vật tư lấy đó nó tính mới được chứ. Nhưng mà thường giá, anh làm là giá nó dao động khoảng bao nhiêu? Dao động nó không biết đâu, ví dụ loại gạch nó 120, 130, 150 không chừng. Vậy hả? Ừ, nó dao động nó vậy đó chứ đâu phải mà ấy đâu. Nhưng mà mình dự toán được không ạ? Dự toán hiện nay là cái phần nó khoảng bao nhiêu tiền? Nó cỡ từ 13-14 triệu. Dạ. Ừ. Là mình dán gạch luôn. Dán gạch luôn á. Là cái hoàn thiện hết luôn đó. Là cái bồn cầu là bồn cầu bấm nút và bấm nút luôn. Ừ. Là làm hố ga dưới này luôn nha. Ờ, cái hầm luôn, làm xây cái hầm luôn á, trên là xây lên mấy ngăn? 3 ngăn. Cái hầm 3 ngăn. 3 ngăn mới đúng của người ta. Tầm từ ngoài 3 ngăn. Dạ. Xây là xây gối đầu gạch thẻ không chứ đâu phải gạch đóng đâu. À, là ví dụ như làm là khi nào anh làm được? Tính cho cái nhà này làm xong đi, tôi làm là sao cũng được. Ví dụ ở đây đang dở cái đó, làm cái nó khó làm lắm. Bây giờ đang dở nóc nhà dưới này, đang làm cái làm đây cũng bá lùm la chứ khó làm lắm. Làm nó xây là khoảng thời gian bao lâu xong? Nó thợ phụ chắc cỡ từ 10 ngày á. Dạ. Ồ, dữ hả? Ừ. Tại vì có mình thợ mình phụ với đổ đò ở ngoài ăn trước nè. Dạ. Mình có tranh thủ thời gian sớm hơn cái thợ phụ nhiều hơn, tranh thủ thời gian sớm hơn được không? Nhưng mà sớm thì được, chiếc dạ. Thì được, chiếc thì kiếm thợ đồ vô với phụ thêm rồi làm tóc hành. Dạ. Làm cho em khoảng 3-4 ngày thôi. 3-4 ngày chắc không dòi nổi rồi, nổi cái hầm không là 3-4 ngày. Vậy em tính như nãy gì nè, ai xây cái nhà thì xây, còn ai làm cái hầm là làm. Cái nhà là mình làm trên miếng đan cũ của mình. Nó mà về đây nó thời gian nó cũng gấp rút quá nãy. Gấp rút tại vì em còn nhiều công việc á. Ờ, muốn sớm thì để tôi kiếm thợ thêm. Thì bắt đầu là làm là bắt đầu là từ ngày thứ bảy anh làm luôn. Chắc 3-4 ngày là bảo đảm không kịp đó. Thứ bảy này anh làm được. Tôi gạch nữa. Bữa nay thứ mấy à? Này thứ 6. Ngày mai hả? Mai thì đổi vật liệu đi về. Dạ, mai đổi vật liệu đi. Lát nữa em dẫn gạch tư đổ luôn. Dạ. Tại vì có ghi cái to cho em nó bữa đó rồi, có tính đại khái nó rồi. Dạ. Thì thôi như vậy, về cái phần mà nhà vệ sinh là em giao cho anh. Rồi. Thì nó tầm khoảng dao động từ 13 đến 14 triệu trở lại. Ừ. Ha. Ừ. Xây nhà vệ sinh thì cái bồn cầu á thì là bấm nút. Bấm nút. Ha. Đúng rồi. Rồi cái phần mà gạch là dán lên khoảng 1.5 mét. Ở không, trên. Tại vì nó chẳng gạch. Dạ, dạ khoảng 1.5-1.5 mét đó. Ờ, 1.2 mét. À. Tại vì nó chẳng gạch. Dạ. Nó đâu có 1.5 mét được. Ở trên anh bơi giùm em. Ờ, ở trên đó thì sơn bơi. Dạ. Rồi. Rồi, rồi vậy đi. Em giao anh cái phần đó đi, cũng như là
em cũng tin tưởng anh ha, tại mình hỗ trợ cho nhà của con. Tại em út ở đây bà và con cháu không chứ. Dạ dạ, anh này là giới thiệu với cô bác của anh chị, anh này là lúc mà chị vợ của anh Nhàn là mất là anh này lúc cũng làm giùm miễn phí, xây miễn phí nên mình rất tin tưởng. Ủa anh muốn khóc bây giờ anh Nhàn? Không có, tại nãy nằm chứ bắt cái clip lên coi đó ngọn cái động cũng hơi mưa rồi bọc nước kìa, mưa bọc bọc là sao sát bữa nào cũng bọc chuyện thấy nằm nãy giờ đợi đó mình bắt cái clip mà mình quay lên nói gì vợ con đó mình cái mình thấy mình cũng hơi gưng gưng hơn. Hôm nay thì đến đây là để sửa lại căn nhà của bác cũng như là cho hai đứa bé này có một cái phòng đó anh, thì cái cảm xúc anh sao? Mình vậy mình cũng mừng, mình mừng cho mẹ với là với hai đứa con nữa, dạ. À, với mấy đứa em là nó có chỗ lành lẽ là mình cũng rất mừng rất vui. Dạ. Thì em thay mặt cho chị giấu tên ở Canada để kết nối hỗ trợ với gia đình của mình, cũng mong là trong cái thời gian tới đó thì mình sẽ cố gắng mình làm ăn để còn mất mát thì nó cũng cái nỗi đau nó lớn lắm, nhưng mà mình còn cái tương lai dài của hai đứa con nữa nên mình cố gắng vượt qua nha. Em thay mặt là gia đình này chẳng em. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là phần thợ hồ xong để mình xây nhà vệ sinh xong. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là mấy anh em mình đi coi cái phần dán. Với lại tính cái phần tôn lót dán ở trên là bao nhiêu tiền thì em có thể dự toán để báo với lại Mạnh Thường Quân ha. Cậu bé ngủ là đêm nào là trời mưa là nó cũng phải có một bọt nước này vậy. Một bọt nước này là hứng nước mưa nè. Là cái này là phát sinh là lý do là lúc vợ có nhà mất là bác mới mua che lại đó đúng không? Cái ngày chở gì á để cái hòm đây á là mới mua cái này để nó ướt cái hòm không có chỗ nào ngồi được. Cái hòm để đây phải mua mũ dừng lên đặng cho đừng có ướt cái hòm. Chèn luôn. Quá chàng mang ơn à, không biết giờ nào hết mang ơn hết á, gỡ lời thằng với mấy chú Mạnh Thường Quân với người giấu mặt vì cảm ơn rất nhiều. 7 bữa gì ngủ không được, mừng quá gì ngủ không được, quá mừng vậy? Mừng quá ngủ không được. Dạ thôi con cũng chúc bác luôn có sức khỏe tốt. Dạ dạ, nói dạ. Chứ bác không có sống bao lâu nữa đâu, quá dạ. Thiệt bác vợ yếu lắm mà mắt này không thấy đường đó. Thì bây giờ thì có nghĩa là anh là nó dao động là trên lệch về nãy là 14 triệu là cái phần vật tư. Rồi bây giờ tiền công thợ đồ luôn là nó tăng khoảng 16 triệu trở lại. 16 triệu trở lại. Là gồm có bơi rồi lát gạch, men rồi bồng vệ sinh rồi vòi sen rồi cửa đồ luôn. Ha. Là hết luôn là khoảng 16 triệu. Rồi bây giờ thì em giao cho anh cái công việc đó. Tại vì nãy anh nói là anh tưởng là mình công luôn là ra 14 triệu đó. Thì đặng rõ ràng để cho biết tại vì rồi, mình không cái có thể công. Thí dụ bóng xài đại khái nó cũng nhiều loại. Loại xài trung bình, loại chín mấy ngàn hay rồi, mấy vậy gì đi. Cũng có. Dạ. Dạ. Chính mình lấy cái xài cái trung bình. Thôi vậy là thợ con em giao cho anh vậy. Rồi, có thể là mai hay mốt anh tiến hành luôn. Chiều nay nếu máy đi có to đó nhàn đi cho nó đổ. Dạ dạ rồi ạ. Bây giờ thôi, bây giờ bắt đầu thì cảm ơn anh, nói chung là cố gắng hỗ trợ cho cô cũng như là rồi ở đây làm cũng như của nhà chứ đâu có cái nghĩ gì đâu. Dạ rồi thôi bây giờ chắc mình đi kêu thợ mộc thợ mộc nó đo to anh chị 39 thì tính 39 nhưng mà nước là ở trên nó nhiễu xuống được mà cái phần điện này thấy nguy hiểm nha. Dạ phần điện này cực kỳ nguy hiểm luôn nè. Nếu được là xong là có thể mình ốp lại cái phần điện này luôn cho nó cặp vô mấy cây này nè đặng cho nó gọn gàng lại chứ phần điện này có em bé nhà nguy hiểm lắm. Không nhiều mua dây nhút á. Dạ đúng rồi gọn vô lại mấy cái này nữa là có em bé nó cực kỳ nguy hiểm mưa gió nữa. Ủa điện nó cháy hoài chứ gì phát thai hoài. Dạ. Mất thai nữa không nước không mà anh Nhàn nói sao? Như anh thấy là như cái giấc này mình cũng còn là tận dụng được mình. Dạ. Để là xài được đi cho mình cho nó ngợ mình qua cái giấc những cái giấc bên kia nó xài cái giấc bên kia rồi chứ anh thấy là cái này là mình cũng còn xài được. Chứ mình gỡ ra thì mình thấy cũng nó cũng ổn đi
á, mình thấy nó cũng ổn, mình xài được, mình cứ để xài. Mình lấy ba cái này này nè, nó té nhiều khi mình qua cái giặt kia mình nó chút đỉnh. Nó cô bác với anh chị thấy không, được Mạnh Thường hỗ trợ nhưng mà anh Nhàn anh cũng nói thôi cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm. Mình tiết kiệm được thì mình cứ tiết kiệm, chứ những cái gì mà mình xài được nó mình bỏ mà nó phí. Nhiều khi nhiều người, những người mà người ta cái miếng ton như gì nó cũng cắt khó, mà mình có như gì mình để dưỡng là mình xài. Mình xài được cái vết bên kia được mình cũng quý mừng rồi, chứ được như vậy mình cũng quý mừng. Mình để những cái phần đó, mình để cái phần kia đặc dụng nó thiếu chút bệnh, mình lấy cái này mình sang qua bên kia lại. Chứ mỗi cái mình mỏi bỏ thì cũng phí miếng ton của mình. Bác cũng vậy nữa, bác mà vợ của anh Nhàn cũng vậy nữa. Nói thôi bây giờ nhà vệ sinh chỉ cần dần cho sơ sơ thôi, khỏi cần làm gì nhiều, là thấy cái tấm lòng của anh Nhàn với lại bác. Không ngày còn buồn rồi á. Cũng buồn chứ, đi hồi nãy đi xuống nói ăn mắt nữa, tại mình bắt cái clip đó lên mình coi đó, cái mình thấy cái mình nhớ lại nói gì đó, cái mình nhớ lại cái cũng rớt nước mắt thôi, chứ cũng không có khóc nằm buồn rớt nước mắt thôi. Hôm nay có đi làm được không anh? Cũng bữa nay có đi làm, nhưng mà chắc này cứ kiểu như nói anh em lên đây nè. Rồi mình cũng cho hai thằng em mới làm thôi, mình dính lại ở đây với anh em. Chứ chắc này cũng hút giờ làm rồi. Thôi thôi bây giờ chắc có lẽ là theo ý của anh Nhàn luôn. Thì tận dụng được cái nào tận dụng của bác quý anh chị. Và mình cũng sẽ hỏi luôn ý kiến của Mạnh Thường Quân. Và thôi thì chắc có lẽ là em đi coi cái phòng cây đang lót dán nhà mình ha. Nói chung cái nhà này như anh là cái nào còn tận dụng anh để cho tận dụng. Chứ cái, những cái mình xài được mình để lại xài đó, cho nó đỡ nó té đặt vô mình lấy cái phần đó rồi nó lên cái phần con rồi ngay mình chi phí mình nó cao lên nó cao lên cái nữa rồi nó mệt mình rút cái này lại, chủ yếu là ở trên cho nó nó không dột đó, với cái phần dán nó đi được chút đỉnh, cái nào mình chừa lại mình xài được ngay mình cứ xài, bị là nó bớt dột thì dưới đây nó cũng bớt hư. Dạ rồi đó. Chỗ dạ, cái rồi. Anh thợ cưa cây thì cái tiền mà dán với lại đố với lại đà mầm đồ luôn là thay hết luôn ha, là mới hết luôn, là đố đà mầm rồi là dán luôn, là mình sử dụng dán dán bạch đằng là 17.208.000. Anh tính 17.200.000 được không anh? Rồi bây giờ từ thiện thì anh em 17.000.000. Rồi đúng chế cho 208.000. Cái cây này là cây chính, là nó đã thành phẩm hết rồi, làm chỉ đem về mình làm thôi. Đúng. Là vừa đủ cái nhà luôn anh các. Đủ rồi. Dạ. Đây nè cô bác anh chị. Rồi bây giờ thì quyết định mình lấy này luôn nha. Rồi khi nào mình giao được anh? Ngày mốt, chiều ngày mốt. Mơ được không? Chiều mai được không? Chiều ngày mai. Dạ. Chiều ngày mai. Có công việc. Dạ. Em lên đây làm công việc. Tại anh ở xa. Chiều rồi, ngày mai. Bây giờ em chuyển cho anh 17 triệu ha. Đúng rồi. Rồi, nói chung là bây giờ là thợ em chuyển 17 triệu đặt vụ cây cưa thiếu thì người ta thấu tiền lại dư thì quá dư tiền nhá. Không có cây chính thì không đầy đủ hết á. Cái này là đầy đủ hết. Vô khuôn khổ thì ra đó. Cây chính là không có cây chính. Đó này vô hai khối nhà mình luôn đó ha. Cái mẫu theo to ra cái nhà này đó. Hai khối đúng không? Một khối 7 mấy. Một khối 7 2 mấy nè. Ờ một khối là 1 triệu ha. Một khối 10 triệu cây chính. Một khối 10 triệu. Sớm mình tin tưởng đâu là 5 triệu là cây sống. 5 triệu là cây sống. Cây lôi cưa đó mà nó phiền phức lắm mấy ông, cưa cây sống phiền phức lắm. Mình không ngành gỗ mình đâu không biết. Chứ tôi thôi vậy đi. Cũng đâu tính này là đáng lẽ tôi tính người ta là 11 mà cái này từ thiện tôi tính mình tôi bớt là khoảng thứ chủ nhật tuần này mình sẽ tiến hành nha. Mình sẽ tiến hành sửa nhà của mình luôn, nói cho cô hay. Bây giờ thì mình sẽ làm theo cái dự tính vậy đó ha. Rồi. Chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại ở clip sửa nhà nha. Rồi, tạm biệt.